Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa triển khai kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Theo kế hoạch, các cấp công đoàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tặng quà cho đoàn viên người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Tổ chức họp mặt gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân đón Tết cùng công nhân lao động. Đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức họp mặt gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lồng ghép vào chương trình Tết Xuân Vầy, Xuân Chia Sẻ tổ chức chương trình tấm vé nghĩa tình tết đoàn viên hỗ trợ khoảng 2.000 vé xe cho đoàn viên khó khăn tổ chức các hoạt động tặng quà chúc tết người lao động tại các khu nhà trọ các khu vực tập trung đông công nhân đồng thời chi thêm những trường hợp lao động đặc biệt khó khăn tai nạn lao động bệnh hiểm nghèo với mức một triệu đồng một người